Một không khí cuốn hút hấp dẫn ngập tràn màu sắc xuân, màu sắc lễ hội đậm nét Tết xưa đã thu hút nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh tới tham dự vào ngày 11 tháng 1. Đó chính là chợ Tết Việt 2024. Đây là hoạt động mang tính truyền thống của Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Hồ Chí Minh, thường được gọi là Hawi, được diễn ra hàng năm. Phiên chợ năm nay có chủ đề buôn có bạn, bán có phường, là cơ hội giao thương hiệu quả, giải quyết nhu cầu bán hàng tiếp thị mùa cuối năm, chuẩn bị cho năm mới thêm nhiều năng lượng tích cực. Các nữ doanh nhân vui vẻ giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và trao đổi kinh nghiệm kinh doanh cùng nhau. Đây là mùa thứ hai mình tham gia hội chợ Tết và mình thấy rằng ở đây là có sự gắn kết yêu thương của các gian hàng với nhau. Đến đây mình có thể vừa là giới thiệu sản phẩm của mình cho các bạn bè đối tác và cũng đồng thời mình cũng có những kết nối từ mình cũng có những mặt hàng mà mình cần từ những các bạn hàng với nhau. Rất tấp nập, vui nhộn, rất là vui và tái hiện được không khí chợ Tết xưa. Cho nên là có thể mọi người có thể bận áo dài, áo bà ba đến chụp hình rất là đẹp, thể hiện được cái nhớ về cái cội nguồn, những cái Tết xưa nó tái hiện được Tết xưa, cảm thấy mình gọi là mình có một cái Tết, mình có cái gì đó mình rất là nhớ, rất là muốn kết nối với người thân. Thì từ cái quả cacao trồng ở miền Tây mình, đặc biệt là trồng ở vùng Trà Vinh, được trồng xen canh với dừa, thì công ty cacao Mekong đã sản xuất ra bột cacao 100% nguyên chất. Đặc biệt thì đây là những cái món quà Tết thiên về sức khỏe. Đặc biệt hơn nữa là dòng son Thanh Nguyên này thì chính là em làm để cho tất cả các bụi mình yên tâm để xài mỗi ngày. Và dòng son cũng đạt top 10 chung kết đồng bằng sông Cửu Long 2021 ạ. Chợ Tết Việt 2024 đã có gần 1.000 sản phẩm từ thời trang, phụ kiện, gia dụng, hóa mỹ phẩm, mỹ nghệ đến các thực phẩm khô, đông lạnh, chay, mặn, bánh kẹo và mứt Tết. Tất cả đều được bán ưu đãi với giá từ 20% đến 70%. Việc đồng loạt khuyến mãi này góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024. Đến mấy người tiêu dùng và giá cả thì rất hợp lý. Như hôm nay thì bán là 40.000 một ký, còn nếu thấy như thế thì mình sẽ bán là với giá là 25.000 một ký. Và nói chung là tuổi sạch này rất thân thiện với mọi người, vừa đảm bảo sức khỏe và cũng vừa là cái giá cả hợp lý, đặc biệt nó càng khéo thì lại càng ngọt, cho nên để được phát triển ở lâu. Mà nếu như mà mình ăn mà nó còn xanh á thì nó có bị ngọt hanh, còn nếu như mà để lâu ngày á nó sẽ héo lại thì nó rất là ngọt và cái bưởi nó lên màu đỏ, cho nên là việc khách hàng tiêu dùng rất là quan tâm. Đây là năm thứ tư chúng tôi thực hiện chợ Tết Việt. Cứ hàng năm vào tháng 12 cận Tết thì chúng tôi sẽ tổ chức chương trình này. Những năm trước thì gian hàng, quy mô gian hàng ít hơn. Tuy nhiên năm nay 2024 thì giờ phút chót có rất là nhiều doanh nghiệp biết tới và xin đăng ký. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là chờ Tết Hawi hàng năm sẽ lan tỏa và kết nối được nhiều doanh nghiệp khác ở không chỉ là tại thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh, không chỉ phục vụ tại thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là lan tỏa đi các nước khu vực châu Á và các nước ngoài châu Á nữa. Năm nay thì các gian hàng tập trung phân theo ngành nghề, nhóm ngành nghề và có khu ẩm thực riêng nằm ở ngoài trời và phục vụ suốt từ sáng cho đến chiều tối. Buổi trưa thì có cả hoạt động làm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, có ông đồ cho chữ, các cái hoạt động mà các chợ Tết Việt xưa chúng ta có thì được tái hiện ở tại hội chợ Tết 2024 này. Ngoài việc trưng bày để giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, các chị em doanh nhân đều có mong muốn gặp gỡ và đối tác, hợp tác, liên doanh giữa các chủ doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khi tham gia chợ Tết Việt 2024.